thách thức Bắc Kinh, Anh đã bất ngờ cử tàu chiến cập cảng Cam Ranh. Mỹ và Philippines thảo luận hiệp ước phòng thủ chung, Trung Quốc lại ăn ngủ không yên. Dương Oai, tướng Trung Quốc hạ chiến thư, chỉ mặt thẳng Mỹ, không sợ thì gặp nhau trên bầu trời. Trung Quốc bị hất cẳng bởi vành đai con đường, vướng vào rồi thấy hối hận. Kỷ lục, Bắc Kinh điều 38 máy bay quân sự xâm nhập Đài Loan nhân dịp kỷ niệm lễ quốc khánh đen tối. Đài Loan nghi ngờ tư cách của Trung Quốc khi tham gia hiệp định CPTPP. Ý kiến, Đảng Cộng sản Trung Quốc đang tiến đến sự giải thể của chính nó, đằng sau sự bùng nổ chống lại Đài Loan. Kính chào quý khán giả đang theo dõi một tin Biển Đông và eo biển Đài Loan ngày 2 tháng 10 của DKN TV. Và tiếp sau đây sẽ là các nội dung chi tiết. Good morning Việt Nam, xin chào Việt Nam. Thật tự hào khi Richmond có cơ hội ghé thăm đất nước xinh đẹp của các bạn. Đây là những dòng tin nhắn được chiến hạm gửi đi trên mạng xã hội Twitter. Tàu Richmond thuộc tổ tác chiến hàng không mẫu hạm Queen Elizabeth của Hải quân Hoàng gia Anh vào hôm thứ Sáu ngày 1 tháng 10 đã bất ngờ cập cảng Cam Ranh, bắt đầu chuyến thăm 4 ngày nhân kỷ niệm 10 năm quan hệ hợp tác quốc phòng Anh-Việt Nam và đánh dấu lần thứ 3 chiến hạm Anh đã tới thăm Việt Nam. Hạm trưởng Hugh Butterill cho hay, hai bên chia sẻ những mối quan tâm chung như an ninh hàng hải, phát triển bền vững, biến đổi khí hậu và mong muốn thấy sự tăng trưởng kinh tế chung. Đại sứ quán Anh tại Hà Nội cho biết trong một tuyên bố, chuyến thăm của tàu Richmond nhằm thể hiện cam kết của nước này đối với an ninh hàng hải ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trong năm 2021, là một phần trong cam kết của Anh với xây dựng hòa bình, an ninh hàng hải và thịnh vượng trong khu vực. Động thái này diễn ra chỉ vài tuần sau khi công bố một liên minh mới giữa Anh, Mỹ và Úc, được gọi là AUKUS, sẽ giúp Canberra mua tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân từ Mỹ, như một phần trong nỗ lực chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc ở Biển Đông. Cùng với Anh, Mỹ cũng đã cử tàu chiến đến Việt Nam và đang gia tăng các cuộc tập trận tự do hàng hải ở Biển Đông nhằm để kiềm hãm sự hung hãn, bành trướng trong tham vọng bá chủ toàn cầu của Trung Quốc. Richmond là tàu hộ vệ lớp Type 23, được khởi đóng từ năm 1992 và đưa vào biên chế Hải quân Anh năm 1995. Con tàu dài 133m, có lượng dạng nước đầy tải là 4.900 tấn, tầm hoạt động là 14.000 km. Thủy thủ đoàn 185 người và có khả năng tiếp nhận tối đa là 205 người. Thưa quý vị, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines vào hôm Chủ nhật ngày 30 tháng 9 cho biết, các giới chức quân sự Mỹ và Philippines đã bắt đầu các cuộc đàm phán về tương lai Hiệp ước Phòng thủ chung, viết tắt là MDT, giữa hai nước, nhân dịp 70 năm ký kết văn bản này. Sự việc có thể sẽ khiến cho Bắc Kinh lo lắng. Trong một đoạn video đăng trên diễn đàn thảo luận những vấn đề có liên quan đến hiệp ước này, lãnh đạo quốc phòng Philippines, ông Devin Lorenzana cho biết, mục tiêu của cuộc đàm phán này là nhằm để tìm kiếm một số đồng thuận về tương lai hiệp ước. Văn bản có thể sẽ bị bãi bỏ, thay thế hay là sửa đổi sau nhiều thập niên. Đây là hiệp ước liên minh lâu đời nhất của Mỹ tại châu Á. AP đã nhắc lại hiệp ước phòng thủ chung được ký kết vào năm 1951. Hoa Kỳ và Philippines cùng cam kết hỗ trợ lẫn nhau trong trường hợp bị tấn công. Giới chức Mỹ đã nhiều lần bảo đảm với người đồng nhiệm Philippines rằng sẽ tôn trọng các nghĩa vụ trong hiệp ước về các lực lượng, tàu chiến và máy bay Philippines bị tấn công tại Biển Đông, kể cả bởi Trung Quốc. Trước khi diễn đàn các cuộc thảo luận này, phía Trung Quốc dường như đã tìm cách gây áp lực với phía Philippines. Cựu đại sứ Trung Quốc đã đến gặp ông Lorenzana và nói rằng, vui lòng đừng chạm đến MDT hay để nó yên như thế. Theo lời của một nhà ngoại giao Philippines ẩn danh đã nói với hãng tin AP, Trung Quốc tỏ ra lo lắng về việc Washington và Manila có thể có những sửa đổi hiệp định đe dọa đến an ninh của Bắc Kinh. Chẳng hạn như là hai bên có thể công nhận phán quyết của Tòa trọng tài thường trực La Hay đưa ra vào hồi năm 2016, bác bỏ những đòi hỏi chủ quyền của Bắc Kinh tại Biển Đông trên cơ sở lịch sử. Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila chưa có phản ứng gì về những phát biểu của Bộ trưởng Lorenzana. Trung Quốc trước đó đã cảnh báo Hoa Kỳ là không nên can dự vào điều mà Bắc Kinh cho là một cuộc tranh chấp thuần túy châu Á, mà chính phủ trong khu vực đang tìm cách giải quyết thông qua các cuộc đàm phán.
Kính thưa quý vị, truyền thông trong nước đã dẫn thông điệp của Trung tướng Vương Vĩ được đưa ra vào ngày 29 tháng 9 tại triển lãm hàng không tổ chức ở thành phố Chu Hải, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Được mô tả là lời cảnh báo đanh thép nhằm vào tuyên bố của Bộ trưởng Không quân Mỹ Frank Kendall vào hồi tháng 8 rằng chương trình hiện đại hóa quân đội của Trung Quốc đã diễn ra nhanh hơn dự đoán và Mỹ cần phải khẩn trương thúc đẩy các công nghệ tiên phong để làm Trung Quốc khiếp sợ. Ông Vương nói rằng, Trung Quốc cũng đang tung ra các loại khí tài đáng gờm của riêng mình, đồng thời đề cập một đồng cấp của tôi từ một nước lớn mới đây đã nói rằng ông ta muốn làm Trung Quốc sợ hãi. Hải quân Trung Quốc có năng lực và lòng tin để giữ gìn an ninh quốc gia và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, cũng như đóng góp cho hòa bình thế giới, ông Vương đã tuyên bố. Tôi chỉ có thể nói rằng nếu Mỹ không sợ hãi trước sức mạnh của Trung Quốc thì hãy gặp nhau trên trời. Thông điệp của ông Vương sau đó đã được phát đi trên tài khoản kênh quân sự của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV. Triển lãm hàng không Chu Hải có tên chính thức là Triển hãm hàng không vũ trụ quốc tế Trung Quốc, là sự kiện thường niên quan trọng nhưng đã bị trì hoãn gần một năm bởi vì tác động của đại dịch COVID-19. Theo báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, quân đội Trung Quốc cùng với các công ty vũ trụ của nước này đã hiện diện mạnh mẽ tại triển lãm năm nay, với chủ đề chính là nỗ lực của Trung Quốc nhằm thay thế các công nghệ của nước ngoài bằng sáng tạo trong nước, được xem là chìa khóa cho chương trình tự lực tự cường. Tờ Washington Examiner của Mỹ cho rằng, thông điệp của tướng Trung Quốc đã phản ánh mối đe dọa đáng kể về an ninh đối với Mỹ và các đồng minh, đối tác ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Mỹ và các đồng minh châu Âu đã gia tăng triển khai các lực lượng hải quân đến Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trong thời gian vừa qua. Sự kiện cột mốc cho quan hệ quốc phòng chiến lược này là sự thành lập của Liên minh ba bên Mỹ, Anh và Úc, AUKUS, vào ngày 15 tháng 9, với thỏa thuận về việc Mỹ và Anh sẽ chuyển giao công nghệ tàu ngầm hạt nhân cho Úc, cũng như là kế hoạch mở rộng hiện diện quân sự Mỹ tại Úc. Động thái được cho là nhắm thẳng đến Trung Quốc. Thông thường, các mối quan hệ hai bên hay là ba bên sẽ hoạt động nhanh hơn là các liên minh rất lớn mà bạn cần phải xử lý. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace đã đánh giá vào ngày 29 tháng 9 tại diễn đàn của Trung tâm Phân tích Chính sách Châu Âu. Ông đã nói tiếp, tôi cho rằng sự linh hoạt sẽ đem lại thế thượng phong, do đó việc tham gia cùng với các nước linh hoạt hơn và chia sẻ mối đe dọa chung trên thực tế sẽ trở thành một phần của tương lai. Thưa quý vị, sáng kiến Vành đai và Con đường, gọi tắt là BRI, quy mô của Trung Quốc đang có nguy cơ bị mất đà vì chống đối từ các nước gia tăng cũng như là các khoản nợ chồng chất, mở đường cho các chương trình đối thủ hất cẳng Trung Quốc. Truyền thông Mỹ đã dẫn thông tin theo một nghiên cứu công bố vào ngày 29 tháng 9. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã phát động BRI vào năm 2013 nhằm để khai thác sức mạnh của Trung Quốc trong việc tài trợ và xây dựng hạ tầng cơ sở để tạo một cộng đồng rộng lớn có chung lợi ích xuyên khắp châu Á, châu Phi và châu Mỹ Latin. Tuy nhiên, dự án thế kỷ của ông Tập hiện gặp những thách thức lớn và những bước lùi đáng kể ở nước ngoài. Theo một cuộc nghiên cứu của ADATA, một phòng nghiên cứu tại Đại học William và Mary ở Mỹ, ngày càng nhiều nhà hoạch định chính sách tại các nước thu nhập thấp và trung bình đang ngưng các dự án nổi tiếng của BRI vì đổi giá, tham nhũng và những quan ngại về nợ bền vững. Ông Brad Park, một tác giả của cuộc nghiên cứu đã nói, ADATA nói 11,58 tỷ đô la trong những dự án tại Malaysia bị hủy trong giai đoạn 2013-2021, trong khi gần 1,5 tỷ đô la bị hủy tại Kazakhstan và hơn 1 tỷ đô la tại Bolivia. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã khoe kể từ khi phát động, BRI luôn giữ vững nguyên tắc chia sẻ tham vấn, chia sẻ đóng góp và chia sẻ lợi ích. Cuộc nghiên cứu của ADATA đã xem xét có 13.427 dự án do Trung Quốc yểm trợ tại 165 nước trong 18 năm, trị giá tổng cộng là 843 tỷ đô la. Và lưu ý rằng, những cam kết tài chính phát triển quốc tế hàng năm của Trung Quốc hiện gấp đôi số tiền của Mỹ. Tuy nhiên, thì thay đổi trong tình cảm công chúng đối với Bắc Kinh đã khiến cho nước tham gia BRI khó duy trì quan hệ gần gũi với Trung Quốc, ông Park đã nói. Các nghiên cứu cho thấy, ngày càng nhiều dự án do Trung Quốc hỗ trợ đã bị ngưng lại hay là hủy bỏ kể từ khi BRI được phát động vào năm 2013, với các bằng chứng là vướng vào rồi thấy hối hận tại những quốc gia như Kazakhstan, Costa Rica và Cameroon. Rủi ro tín dụng cũng đã gia tăng, nợ nần Trung Quốc hiện vượt quá là 10% GDP tại nhiều nước thu nhập thấp và trung bình.
Cuộc thăm dò phát hiện là 35% các dự án vành đai và con đường đang phải đương đầu với nạn tham nhũng, vi phạm lao động, ô nhiễm môi trường và sự phản đối của công chúng. Vào tháng 6, Hoa Kỳ đã loan báo một sáng kiến đối thủ mang tên Xây dựng lại thế giới tốt hơn, BBW, cung cấp hỗ trợ tài chính cho các nước đang phát triển xây dựng hạ tầng cơ sở. BBW sẽ gia tăng sự lựa chọn trên thị trường tài trợ hạ tầng cơ sở, có thể dẫn đến việc từ bỏ một số dự án cao cấp của PRI. Cuộc nghiên cứu của iData được tài trợ bởi một nhóm đa dạng, bao gồm các tổ chức, công tư khác nhau. Trong đó có Sáng hội, Ford và Cơ quan Phát triển Quốc tế của Mỹ. iData nói cuộc nghiên cứu này độc lập và minh bạch, không bị dẫn dắt hay là quyết định bởi các nhà tài trợ. Thưa quý vị, Bộ Quốc phòng Đài Loan đã báo cáo rằng kỷ lục 38 máy bay quân sự Trung Quốc đã xâm phạm vùng nhận dạng phòng không IDIZ của Đài Loan vào thứ Sáu ngày 1 tháng 10. Ngày Bắc Kinh đã kỷ niệm 72 năm Đảng Cộng sản Trung Quốc lên nắm chính quyền. Trên trang web, Bộ Quốc phòng Đài Loan đã công bố hai báo cáo về cuộc tấn công lớn của máy bay quân đội Trung Quốc vào thứ Sáu. Trong báo cáo đầu tiên, Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết 18 máy bay chiến đấu Sichuan C-16, 4 máy bay phản lực Su-30, 2 máy bay ném bom Xi'an H-6 và 1 máy bay chiến đấu chống ngầm Thiểm Tây Y-8 đã xâm nhập vào góc Tây Nam IDIZ của Đài Loan. Báo cáo thứ hai cho biết 10 máy bay chiến đấu C-16, 2 máy bay ném bom H-6 và 1 máy bay kiểm soát và cảnh báo sớm trên không KC-500 đã tiến vào IDIZ của Đài Loan. Lần này, các máy bay chiến đấu và máy bay ném bom đã bay qua một vùng đất rộng lớn hơn nhiều ở khu vực phía tây nam của IDIZ. Trong cả hai trường hợp này, Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết họ đã ngăn chặn máy bay tuần tra chiến đấu, phát cảnh báo vô tuyến điện để yêu cầu máy bay Trung Quốc quay lại, đồng thời khai triển các hệ thống tên lửa phòng không. Cuộc xâm nhập lớn nhất trước đó của máy bay quân sự Trung Quốc vào IDIZ của Đài Loan đã được ghi nhận vào ngày 15 tháng 6 với 28 máy bay quân sự. Đài Loan, đảo quốc mà Trung Quốc đã tuyên bố chủ quyền, đã phàn nàn trong hơn một năm qua về các hoạt động lặp đi lặp lại của lực lượng không quân Trung Quốc, gần hòn đảo theo chế độ dân chủ. Các hoạt động này thường ở phía tây nam của vùng nhận dạng phòng không gần quần đảo Paratak của Đài Loan kiểm soát. Trung Quốc đã không ngay lập tức đưa ra bình luận. Hoạt động mới nhất của Trung Quốc đã diễn ra chưa đầy một ngày sau khi chính phủ nước này đã không kích phỉ báng Ngoại trưởng Đài Loan. Dùng lại những lời của nhà lãnh đạo cách mạng Mao Trạch Đông khi tố cáo ông là một con ruồi âm ỉ với nỗ lực quảng bá Đài Loan trên trường quốc tế. Ngoại trưởng Đài Loan Ngô Chiêu Tiếp, một người thông thạo tiếng Anh, là người đã thẳng thắn ủng hộ nỗ lực của hòn đảo này nhằm để đẩy lùi áp lực từ Trung Quốc và thường xuyên xuất hiện tại các trung tâm nghiên cứu và các hội thảo khác nhau. Trong một tuyên bố dài dòng nhằm tố cáo Ngoại trưởng Ngô đã được đưa ra vào cuối ngày 30 tháng 9, Văn phòng các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc đã cáo buộc rằng ông Ngô là một người ủng hộ đến cùng cho nền độc lập của Đài Loan, người đã đi rao giảng những lời nói dối rằng Đài Loan là một quốc gia có chủ quyền. Tuyên bố này đã trích dẫn một bài thơ do Mao Trạch Đông đã viết vào năm 1963 có tên là Dòng sông Nhuộm Đỏ, nhằm để tố cáo Liên Xô và Hoa Kỳ. Văn phòng các vấn đề Đài Loan của Bắc Kinh đã nói trong một tuyên bố, tất cả các thách thức bình luận về nền độc lập của Đài Loan đều chỉ là tiếng sùi vo ve với một tràng chói tai và nức nở. Bộ Ngoại giao Đài Loan cho rằng vụ công kích đó không đáng phải bình luận. Tuy nhiên, Hội đồng các vấn đề đại lục của Đài Loan, cơ quan đưa ra chính sách về Trung Quốc, đã lên án đó là sự vu khống và xâm hại. Đảng Cộng sản Trung Quốc bên ngoài thì cố dương oai, còn bên trong thì rối ren bộn bề. Vào thời khắc trọng đại kỷ niệm quốc khánh thì Trung Quốc đang phải trải qua sự tình được cho là tồi tệ nhất do bị cắt điện, cả nước Trung Quốc đang chìm trong bóng tối. Người dân khốn khổ không nói nên lời, chính quyền bất lực bó tay. Nhà văn Nhan Thuần Câu đã thể hiện quan điểm rằng người Trung Quốc lại phải trải qua một lễ quốc khánh đen tối. Thưa quý vị, Bộ trưởng Kinh tế Đài Loan Vương Mỹ Hoa đã nghi ngờ liệu Trung Quốc có thể đáp ứng được các tiêu chuẩn cao của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP nếu là thành viên của tổ chức này hay không. Đài Loan và Trung Quốc đều đã nộp đơn xin gia nhập CPTPP vào tháng trước, nhưng Trung Quốc đã cho biết họ phản đối Đài Loan tham gia. Bà Vương đã nói trên Reuters trong một cuộc phỏng vấn vào cuối ngày thứ Năm rằng nếu Trung Quốc vào cuộc trước thì chắc chắn có nguy cơ họ cản trở Đài Loan. Đài Loan tham gia bất cứ điều gì, Trung Quốc đều phản đối. Bộ trưởng Kinh tế Đài Loan đã nói thêm,
Bắc Kinh có nhiều vấn đề, từ kiểm duyệt Internet đến quyền lao động, và điều này đặt ra câu hỏi rằng liệu nước này có thể đáp ứng được các tiêu chuẩn cao của CPTPP hay không? Bà đã nói, nếu Trung Quốc có thể thay đổi những điều này, tôi nghĩ việc thay đổi hệ thống này và sau đó gia nhập Hiệp định Thương mại không phải là một điều xấu. Nhưng điều kiện tiên quyết là nếu hệ thống này không được thay đổi, tại sao họ có thể tham gia CPTPP? Đây là vấn đề tôi không thật sự hiểu. Hãy xem thông tin của họ, không có gì có thể truy cập được. Facebook không vào được, Google không vào được. Chính quyền Trung Quốc còn hạn chế hàng loạt công ty Internet, trong đó có cả Twitter, tất cả đều dưới cái cớ an ninh quốc gia. Bộ trưởng Kinh tế của hòn đảo cho biết, Đài Loan chưa nghe về việc bất kỳ thành viên CPTPP nào phản đối đơn xin gia nhập của họ. Trong khi đó, Nhật Bản lại bày tỏ quan ngại về đơn của Trung Quốc. Bà Vương đã nói, ít nhất là sau khi chúng tôi gửi đơn đăng ký bằng văn bản, chúng tôi đã không nghe nói rằng bất kỳ thành viên nào phản đối. Không giống như sau khi Trung Quốc nộp đơn, một số quốc gia đã nêu lên vấn đề. Đài Loan đã và đang tìm kiếm các thỏa thuận thương mại tự do với các nước khác. Bà Vương cho biết, nếu tham gia thì họ sẽ không cần phải tìm kiếm một thỏa thuận riêng biệt với Úc hoặc là nước đồng cấp đăng ký CPTPP là Anh. Trong khi các cuộc đàm phán để gia nhập WTO đã diễn ra trong hơn một thập niên, bà Vương cho biết, bà không nghĩ sẽ mất nhiều thời gian như vậy đối với việc gia nhập CPTPP. Nhưng đã nói thêm rằng, rất khó để đưa ra một thời gian biểu. Tôi nghĩ rằng, nếu các trở ngại chính trị có thể được giảm thiểu càng nhiều càng tốt, tôi không tin rằng các cuộc đàm phán sẽ kéo dài trong nhiều thập niên. Thưa quý vị, vào ngày 1 tháng 10, tờ Taiwan News đưa tin, Văn phòng các vấn đề Đài Loan, gọi tắt là TAO của Trung Quốc, gần đây đã tung ra một cuộc tấn công bằng lời nói, chống lại Bộ trưởng Ngoại giao Đài Loan Ngô Chiêu Tiếp, khi Bắc Kinh đã mô tả ông là một người theo chủ nghĩa độc lập Đài Loan cứng rắn, người không tôn trọng các khái niệm cơ bản về quan hệ quốc tế. Tác giả Giang Sheng Hong đã nhận định Đảng Cộng sản Trung Quốc đang có những mối đe dọa tự thân đằng sau sự bùng nổ chống lại Đài Loan. Ông đã viết, tuyên bố từ Bắc Kinh cho rằng một nghệ sĩ lừa đảo đang cáo buộc đối thủ của họ lừa đảo. Nếu những bình luận gần đây của ông Ngô là không phù hợp, chắc chắn quốc dân đảng đối lập sẽ không đợi Bắc Kinh và sẽ ngay lập tức gọi một cuộc họp báo để hạ bệ ngoại trưởng Ngô. Tuy nhiên họ không bao giờ làm như vậy, cho thấy ông Ngô nhận được sự ủng hộ rộng rãi trên toàn quốc. Hội đồng các vấn đề đại lục của Đài Loan, gọi tắt là MAC, đã trả lời và kêu gọi Trung Quốc kiềm chế trước các cuộc tấn công bằng lời nói và điều tra xem điều gì sai bằng cách xem xét một bộ phận của họ quản lý các vấn đề của Đài Loan. Hội đồng các vấn đề đại lục đã nhấn mạnh rằng không có sự ủng hộ quốc tế nào đối với lập trường một Trung Quốc của Bắc Kinh và Đài Loan chưa bao giờ là một phần của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Phản ứng ngay lập tức từ MAC bao gồm tuyên bố rằng chính Trung Quốc đang đe dọa trật tự khu vực, cho thấy người dân Đài Loan không sợ hãi. Những thất bại gần đây của Đảng Cộng sản Trung Quốc và phản ứng gay gắt từ các nền dân chủ trên thế giới chống lại các chính sách đối ngoại hiếu chiến của Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể báo trước một giai đoạn đe dọa nghiêm trọng đối với chế độ này. Một bài học và sự kiện lịch sử vẫn còn đó khi thế giới chứng kiến việc Liên Xô đã tồn tại 74 năm trước khi sụp đổ một cách chóng vánh. Trước những thất bại quốc tế và trong nước, Bắc Kinh đã hướng sự tức giận của nó về phía Đài Loan. Khi quan hệ với Hoa Kỳ và châu Âu bị rạn nứt, Trung Quốc đã đưa máy bay chiến đấu vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan. Khi đối mặt với khó khăn kinh tế trong nước, họ đã nhắm vào Đài Loan với những lời lẽ giận dữ và lăng mạ. Khi Nhật Bản đã chọn một thủ tướng mới thân Đài Loan, Bắc Kinh đã không chỉ trích Tokyo mà là Đài Bắc. Một cuộc tấn công của Trung Quốc nhằm vào Bộ trưởng Ngoại giao Đài Loan Ngô Chiêu Tiếp đã cho thấy một vấn đề lớn. Có vẻ như là Đảng Cộng sản Trung Quốc đang tiến đến sự giải thể của chính nó. Kính thưa quý vị, nguồn tin Biển Đông và eo biển Đài Loan của DKN TV đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.